Nay thầy hướng dẫn bài tiếp theo là chúng ta viết chương trình tìm số nhỏ nhất từ n số nguyên được nhập từ bàn phím. Thì cái đoạn chương trình này là đoạn chương trình là mình nhập n số nguyên từ bàn phím. Rồi thì mình đoạn chương trình trước là mình đã viết cái đoạn là nhập n số nguyên từ bàn phím và mình lưu vào biến ít rồi. Bắt đầu là mình tiến hành mình xử lý. Mình xử lý ở đây là trong n số vừa nhập vào thì làm sao mình tìm ra được cái số nhỏ nhất. Thì mình khai báo một cái biến là số nhỏ nhất. Mình có biết số nhỏ nhất là số nào chưa? Chưa đúng không? Thì mình tiến hành mình xử lý. Nếu như mà y á, mà nó bằng 1 thì mình gán vào cái số nhỏ nhất của mình á, là cái số nhỏ nhất của mình gán bằng x luôn, tại vì mình chưa biết số nào thì mình cho là số nhất. Ngược lại khi mà y lớn hơn 1 thì tiến hành mình xử lý, mình đi so sánh. Cái thứ nhất, nếu như cái số nhỏ nhất của mình á, số nhỏ nhất của mình mà nó lớn hơn x thì sao? Thì cái số nhỏ nhất của mình phải gán lại, nó phải bằng cái gì? Bằng x. Đơn giản vậy thôi ha. Rồi bắt đầu mình xuất kết quả ra màn hình. Số nhỏ nhất là 2 chấm. Rồi mình xuất cái biến số nhỏ nhất mình ra. Số nhỏ nhất nó lớn hơn thì nó phải gán nó bằng. Rồi thầy đi demo ha. Thầy nhập vào 5 số. Như vậy có tìm ra được cái số nhỏ nhất là số 3 hay không? Đúng không? 6, 8, 4, 3, 6 thì phải số nhỏ nhất là số 3 không? Đúng rồi em. Rồi cái bài này thì đơn giản. Đầu tiên á, nếu mà n bằng 1 thì mình gán nó là số nhỏ nhất bằng x luôn. Y bằng 1 thì mình gán số nhỏ nhất bằng x. Còn khi mà y lớn hơn 1 thì mình so sánh. Nếu số nhỏ nhất mà lớn hơn x thì số nhỏ nhất phải bằng cái gì? Phải bằng x đúng không các em? Thì phải gán cho là cái số nhỏ nhất. Thì như vậy chúng ta sẽ xuất được kết quả. Mình chạy demo lại nè. Ví dụ nhập 5, nhập số gì cũng được. Đó. Như vậy số nhỏ nhất của mình là số mấy? Số 1. Khi mà cái số nhỏ nhất lớn hơn cái số mà mình vừa nhập vào thì cái số mình có phải là số nhỏ nhất chưa? Chưa. Mình phải gán bằng cái số mà nhỏ hơn cái số nhỏ nhất. Chúng ta tiến hành thực hành đó.